mới nhớ cái ngày nào mà mình còn đón mẹ nó về để chữa ghẻ. Thế mà bây giờ này, nó đã đẻ ra hai đứa con mà nó đẹp to như này rồi này. Cái con trắng này nó nặng hơn cái con vàng các bạn nhé. Đây 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 đây, ôi giời ơi, nó ăn cháo cái mồm nó đây. Sạch không? Đẹp không? Rồi, để bây giờ mình sẽ mang các bé Sùi lên phố nhé. Lên phố rồi xong cái đó là tiện mình sẽ mua cho bé Khỉ một cái áo nhỉ các bạn nhỉ. Trời rét này mua cho bé Khỉ một cái áo. Sù đây, Sù đây. Mẹ ở nhà trông bọn con nồi bánh nhé, để con mang Sù lên trên phố. Sù đây, Sù quấn ra đây ôm đây. Kìa, hai con Sù đang nóng ở kìa kìa. vào đây, Sù mẹ vào đây. Vào đây. Ôi, hơi chật. À, phải lấy cái túi lưỡi của mẹ. Phải lấy cái túi lưỡi. Đây. Đây. Vào đây. Mình chào tất cả các bạn nhé. Đáng số những hình ảnh của Sù vừa xong là những hình ảnh vui, và hôm nay nó sẽ là những hình ảnh bất ngờ khi mà mình mang Sù đi tắm rửa rồi vệ sinh, cắt tỉa lông cho đẹp. Thế nhưng các bạn không biết đâu, cái hình ảnh của mẹ con nhà Sù lúc nãy nó là hình ảnh cuối cùng về những bé Sù con đấy các bạn ạ. Cả hai bé Sù con có khả năng là mất rồi. Chắc chắn là mất một bé rồi, còn một bé này đang rất nguy kịch. Anh đang tiêm phòng mà mũi thứ hai, anh tiêm được khoảng độ nửa tháng rồi mà. Còn một mũi cuối cùng nữa gần tiêm thôi. Anh ơi, tiêm phòng thì nhiều con, tiêm 3 mũi vẫn có khả năng, để cũng có khả năng bị anh nhá. Có nghĩa là nó phòng thôi nhưng mà tỷ lệ bị thì nó thấp. Thì con nào không may thì nó vẫn nhiều con tiêm 3 mũi vẫn bị anh ạ. Bởi vì tỷ lệ sẽ thấp nhưng mà thỉnh thoảng vẫn có con bị ạ. Nếu mà bị thì... Nhưng mà sao nó bị nhanh vậy nhỉ? Thế thì em sưởi ấm cho nó cái này, sau anh nên đón nó về vậy? Thế thì anh có muốn test không ạ? Em test hộ anh luôn đi. Vâng. Sù con, im. Nào. Mượt chưa? Trái. Rồi, đẹp rồi, một con chạy ra kia. Sù trắng đấy. Đây nào. Mình bị viêm họng các bạn ạ. Không ăn không uống được cái gì luôn. Cố gắng lắm sáng nay mình uống được một chút thuốc, còn thì không thể nào mà nói chuyện, không thể nào mà nuốt được cả nước bọt nữa. Nhưng mà mình vẫn phải dậy sớm sáng nay để đón bé Sù con về. Tối hôm qua thì nghe tin các bạn ở trên đó, các bạn bảo là anh ơi, Sù con của anh em chuẩn bị tắm thì tự nhiên nó bị dẫy, nó năn ra nó dẫy đành đạch ấy. Mình cũng không biết tại sao nữa, thì em mới bảo là khả năng cúm của mình là bị bao vô. Thì mình lên đến nơi thì một bé Sù con của mình đã yếu quá rồi, lúc bây giờ cuống cuồng là mình không quay được cái gì cả. Thì chỉ biết là kịp mang một bé Sù còn lại là nó đang hấp hối ấy, sang bên chị bác sĩ mà trước chị vẫn chữa cho mình những con chó ấy, thì gửi chị bên nó. Thì sáng sớm nay thì mình đã lên, thì may quá bé cún đã khỏe mạnh rồi. Và mình cũng đón cún về nhà các bạn. Cái con cún mẹ nó nhớ con nó quá. Hôm qua mình cho nó về trước ấy. Đâu mất được đứa nữa rồi, mất đứa nữa rồi. Nó nhớ con, nó cả đêm hôm qua nó không ngủ các bạn. Cả đêm hôm qua nó chạy theo mình, cả đêm. Đi đâu mà theo đấy. Quỳnh ôm cún vào trong tổ cho nó làm ấm đi con. Theo. Đừng ôm bụng. Giọng của mình hôm nay thì nó hơi khác một chút. Không phải là mình quá buồn mà mình khóc đâu. Chỉ là do cái họng của mình nó cứng, nó không nói được. Thành ra các bạn nghe nó sẽ hơi khó nghe ấy. Thì thôi, chuyện của Sù con nó đã đến rồi. Thì thôi, chúng ta cũng không ai muốn cả. Mình cũng không biết trách ai. Trách mình hay là trách người ta, hay là trách cái số của con Sù nó như vậy. Thì thôi, đành chịu các bạn ạ. Còn về bé Khỉ thì hôm nay mình vẫn quyết định là mang bé Khỉ đi gửi. Bởi vì mình cũng đã liên hệ rất nhiều các cái cơ quan chức năng ở trên mình rồi, không bên nào người ta cấp phép cho mình nuôi. Là mình cũng đã hỏi rồi, người ta bảo là riêng về Khỉ thì trong năm 2022 trở đi là sẽ không được phép đăng ký nuôi Khỉ nữa. Đó là lý do mà mình không thể nào mà giữ lại bé Khỉ được, mình bắt buộc phải chuyển đi. Thôi thì dù các bạn có nói thế nào đi nữa, thế nhưng mà mình cũng chưa phải là nuôi bé Khỉ quá lâu, cho nên là cái tình cảm của mình dành cho bé Khỉ nó cũng chưa có. Bây giờ gửi đi là một cái lúc mà thích hợp nhất, mình nghĩ là như vậy. Sù đi vậy.
Alo. Anh đến cổng em ạ, đang chỗ ở chỗ cái con voi to đùng ấy. À đây ạ, anh biết đường đi vào đây không? Anh cứ hỏi đường vào trong lễ tân của khách sạn công đoàn đi. Cái đấy khoảng độ 100m thôi mà. À thế lễ tân của khách sạn công đoàn à? Có ô tô vào được không em? Ô tô vào được. Đây đây đây. Thoải mái, thoải mái. Mở xem cái. Đến ngã ba bên trái đi thẳng cái đường ngã phan xuống là. Chú bảo vệ bảo là cho chú ấy xem là mang lên con gì. Vâng. Đây. Xem được anh ạ. Vâng. Thế nhưng mình mang xuống lễ tân nha. Vâng. Mang xuống lễ tân để đến chỗ ngã ba này chỗ tay. Vâng. Trái xuống. Dạ vâng. Xuống cái nhà 5 tầng. Vâng. Chào cảm ơn chú. Để anh cứ đi theo anh chỉ nhá. Vâng. Vâng ạ. Chú Nhân vào đi. Khách sạn công đoàn khu vực lễ tân. Người ta đang tu sửa lại. Đi cửa đi. Chú đi thẳng vào khu vực lễ tân. Khách sạn đây, phải để chân ở đây. À. Đây. Để mình vào mình hỏi chỗ anh trong lễ tân này. À, em chào các bác. Dạ vâng, em có một bé khỉ mà em được một người dân ở khu vực em gửi gắm ấy thì dạ. Em thì không xin được cái giấy tờ nuôi hợp pháp thì em muốn gửi các bác ở trên này chăm sóc giúp em thì sao các bác đón nhận hộ em với xem là có môi trường chăm sóc tốt hộ em xem là ơn. Vâng. Tốt quá. Bảo dưỡng rồi bảo tồn và hoang dã thôi. Vâng. Và khi nào mà giờ mai em sẽ gọi kiểm lâm đến nhà. Người ta sẽ chứng nhận là có. Vâng. Rồi giờ các bác ra xem khỉ của em với bên này sau cũng có thể cho em đi tham quan khu vực mà các bác đang nuôi khỉ được không ạ? Chuồng. Dạ vâng. À đấy các bạn ạ. Như các bạn bảo là nếu nuôi khỉ mà nhốt ấy, thì anh nuôi cũng thế mà mang người ta nuôi cũng thế. Thế nhưng mà các bạn vẫn bảo mình bảo rằng là nếu khỉ mà thả về tự nhiên thì nó không sống được đúng không? Thế con khỉ mà đang ở với người rồi thả về tự nhiên thì không sống được. Mà không thả về tự nhiên thì chỉ có cách nuôi nhốt thôi. Bởi vì con khỉ nó trèo neo ghê lắm, nó không như những con khác là mình có thể làm một chiếc chuồng rộng được. Bây giờ một cái con khỉ của nó nếu mà không rào rậu, không đóng chuồng cho nó thì là nó có thể đi luôn. Dạ vâng ạ. Con này có mình không anh? Đang khỏe mạnh ấy nhỉ? Nó khỏe mạnh mà. Cái này sẽ phải rút riêng một chuồng. Vâng. Thế thì tạm thời xin các anh cái chuồng này luôn nhá. Dạ vâng, cũng được ạ. Thế nhưng mà bây giờ mang sang bên vườn thú nhé. Vâng. Anh cho lên xe đi xong là em mời các anh sang bên này. Dạ dạ. Sang chỗ vườn thú luôn. Đây là khu vực nuôi nhốt động vật hoang dã các bạn này. Cửa trên kia. Cửa trên kia đúng không? Đi vào đây. Đó lại đây. Nhưng mà ở đây. Ồ. Nhưng mà ở đây. Đây gì? Họ lại đi tiếp sao? À xuống. Anh ở đây đấy nhỉ? Đóng rồi. À, khu vực nuôi nhốt khỉ ở về bên ở bên này anh. Dạ vâng. Bác phí tổng giám đốc. À vâng, bác là tổng giám đốc khu vực. Vâng ạ, anh đang ngồi đây mà. Khu du lịch đấy. Bác là tổng giám đốc khu vực du lịch này. À dạ vâng. Quản lý cả cái khu này. Cháu chào bác ạ. Ờ dạ. Vâng. Thì cháu báo cáo bác thế này là cháu có một bé khỉ, người dân người ta không có thời gian nuôi nữa thì người ta bảo cháu về nuôi. Thế nhưng mà cháu thì lại không xin được cái giấy phép mà nuôi nhốt khỉ hợp pháp. Vâng. Dạ. Thì cứ mang vào đây. Dạ vâng. Của mình đây, bọn mình có lấy quả bên kiểm lâm bên lâm nghiệp cái này luôn. Dạ vâng. Cháu cũng có xin bên kiểm lâm bên cháu, nhưng bên kiểm lâm bên cháu người ta bảo là không cấp phép cho nuôi khỉ bây giờ được nữa. Thế cho nên là cháu cũng không thể nuôi được. Đây mình đã vào khu vực động vật rồi này. À ừ. Đây cả là một cái dãy chuồng khỉ đấy ạ. Đây cũng có mấy khỉ đây. Đây. Vâng. Vâng. Còn bên này là chuồng công, bên này bồ câu các bạn này. Để cho nó vào trong giá. Cái cường thì có như để. Ôi.
Em chào chị ạ. Ở đây không lo, đồ ăn rất nhiều. Thuốc sách sẵn. Là mai thì đến em sẽ báo kiểm lâm họ đến họ mấy tháng tuổi. Dạ vâng. Cái con này thì cháu cũng thực sự là cháu cũng không biết là nó được bao nhiêu tháng tuổi đâu. Nuôi nhiều như mình rồi. Vâng. Đây nó đang sợ, nó đang cởi cái áo ra. Đây bây giờ mình sẽ đưa các bạn đi tham quan qua khu vực mà đây này là nhím này. Đây là nhím này. Bên này vẫn là nhím. Bên này là bồ câu. Thỏ đây. Với một cái môi trường mà nuôi nhốt như này thì mình tha hồ yên tâm phải không ạ? Cũng không phải lo nghĩ gì nữa. Xong ngăn hết như thế này mà. Đây ạ, đây là xong. Rộng rãi hơn mình rất nhiều. Đây, tìm bịp này. À, ở đây cũng có bịp bịp rồi. Bịp ra. Ở bên này là chuồng bịp bịp này. À. Bên dưới này là con giống con quạng chứ không phải con quạng. Cá sấu vẫn bé. Ôi. Con bên này là cá sấu này. Bé thế này vẫn bé. Ôi. Bé chứ. Ôi cá sấu to quá. Wow. Các bạn nhìn thấy những chú cá sấu này. À dạ mùa đông là phải che kín. Đây là chuồng khỉ à, hả chú? À dạ vâng. Đây các bạn. Wow. Thế này thì mình yên tâm rồi các bạn ạ. Đó. Nói chung là mình cũng muốn là mang bé khỉ đi trước ngày Tết, bởi vì là mình cũng muốn cho chúng nó gặp đồng loại của chúng nó. Chúng nó có bạn có bè thì nó sẽ vui hơn. Với lại thứ hai nữa là mình cũng không muốn để bé khỉ ở nhà quá lâu. Bởi vì để quá lâu, khi mà mình đã có tình cảm với nó rồi thì khi chia tay nó sẽ biện dịn rất chi là nhiều. Đây rất nhiều bạn để cho nó quen biết là. Dạ vâng. Đây có bạn kia bé bé kia đi. Sắp. Còn bên này cũng vẫn là chuồng khỉ hả chú? Đây là chuồng khỉ. Bên này chuồng khỉ, cho cháu xem qua được không ạ? Đang sâu. Dạ vâng. À, chú đây là giám đốc cái khu vực à. À, mình gọi là giám đốc cái khu ấy này. À đây, người ta còn sưởi ấm đây các bạn này. Đấy, cũng không phải đơn giản đâu. Đây. Đấy. Mình xin lỗi các bạn vì hôm nay là mình bị viêm họng. Mình khó nói quá. Trước khi mà mình mang một cái con vật gì đó mà mình đi gửi gắm ấy các bạn ạ, mình cũng đã tìm hiểu rất chi là kỹ rồi, chứ không phải là đâu mình cũng vứt. Nếu như mà mình là một người quá đáng hay mình là một người không biết lo xa nghĩ gần ấy, thì bé khỉ mình hoàn toàn mình có thể mang vào vứt ở trong rừng, đúng không? Vứt trong rừng thì nó không thể nào sống được, bởi vì là trong rừng không có sự kiểm soát của con người. Những con khỉ khác nó có thể đánh chết con khỉ này, hoặc là đơn giản như là cái thức ăn nó không thể kiếm được. Đấy, anh em cũng hiểu là mình chỉ có gửi chính tay con người nuôi nhốt được, con người nuôi nhốt được tạo cho nó một cái không gian môi trường sống thuận lợi này, và thứ hai người ta theo dõi được cái tình hình sức khỏe bệnh tật của nó như thế nào, rồi là cái phong cách nó sống như thế nào để người ta còn chiều chuộng. Thì con này nuôi từ bé rồi nó không đấy có bản năng để mà sinh tồn được. Đúng rồi. Đây thì các bạn có thể thấy này, đấy mùa đông người ta cũng che kín rất chi là ấm áp. Đấy, còn sang bên này. Ơi. À có cả hiêu á? À vâng vâng. Rất rộng rãi này. Cái khu vực chuồng khỉ này là người ta đang sửa chữa lại các bạn. Đối diện với khu chuồng khỉ là một cái khu vực cá sấu. Cái cửa bên này cháu cũng không ngó được hả chú? Cái cửa bên này cháu không ngó được ạ? À đây ạ. Đấy là một con khỉ già thôi. Con này đứng gần cho đồ ăn nó giật ngay. Đây là một bé khỉ già các bạn ạ. Giật đấy. Giật. Thế thì hả, chú với anh có nhìn qua có lắm được là cái bé khỉ của cháu vừa nhận đấy là bé khỉ thuộc dòng gì và tên gì không? Cái anh kia đi làm, có anh chuyên gia. À này, phải có một anh chuyên gia về thú y. Dạ vâng. Anh đi làm anh biết được. Em hiểu rồi. Hôm nay là cũng là ngày nghỉ Tết rồi cho nên là chỉ có người trông coi và chăm sóc ở đây thôi. Dạ vâng. Chuyên sâu người khác. Nói chung là đưa đây là an tâm rồi. Vâng.
Thế thì cũng chả biết nói gì thì chỉ biết là bảo nhờ chỗ chú với các anh bên này cố gắng hộ cháu ấy nhá. Sau nếu như mà có rảnh mà có điều kiện thì sau này cháu có trở lại cháu thăm nó thì chú với lại anh có thể tạo điều kiện giúp cháu. Dạ vâng vâng. Tốt quá. Cơ quan xin cảm ơn bọn cháu nhá. Dạ vâng ạ, vâng. Đấy thì toàn bộ cháu nhờ và các chú với anh trên này. Đấy giờ anh em đi tham quan đi. Đấy anh em tham quan vòng xem là vườn có những cái gì. Tham quan vườn thú đây rồi tham quan hồ Lấy Cốc đi rồi. Dạ vâng vâng. Thế thì chú với anh cho cháu tham quan qua một chút rồi sau cháu cũng. Dạ vâng vâng ạ. Ở phía bên này là đây là công mã vàng này, đây là công mã vàng các bạn ạ, công mã vàng không phải như công của mình, công của mình là công xanh. Bên kia là đà điểu này, chủ đà điểu rộng nha. Đây, đây là một cái chuồng gì mà chưa xây dựng xong này. Đây là một con, đây là hai con cái, hai đà điểu cái cũng đốt nửa sưởi ấm đây. Đây, người ta cũng đốt nửa sưởi ấm đấy các bạn này. Đó. Đấy. Hiêu sao nhiều. Đó. Để mình thử vòng lên trên này xem cái chỗ hiêu sao xem nào. Đấy, tới đây làm chuồng hết. Dạ vâng. Thật miệng nó ăn xà thế. Ừ, tha hồ rộng rãi. Còn ở phía bên này nữa. Thế này thì mình yên tâm quá rồi các bạn ạ. Rộng rãi, sạch sẽ mà lại gì nữa nhỉ. Môi trường sống cũng tốt nữa. Đây là hiêu nhung này. Hiêu này là hiêu người ta nuôi này. Đây có nhung trên đỉnh đầu này. Ôi nhiều quá. Đây lại nhiều này. Ôi giời một đàn này. Ở đây những con này nó sinh sản ra hả anh? Dạ. Ui các bạn nhìn này. Wow. Dạ vâng. Ui. Đang đổi lông. Thế này thì nó có cảm giác nó còn rộng rãi, còn tự nhiên hơn ở ngoài thủ lệ. Ở thủ lệ thì không được một cái môi trường sống nó rộng rãi như thế này đâu. Đấy. Rộng rãi mà. Dạ vâng ạ. Và ở vế bên này là cái chuồng này các bạn này. Vế bên này là cái chuồng mà người ta để nhốt những cái con hươu con nai này vào trong này cho nó ấm ấy. Cũng quây bạt hết. Nhung nó cảm giác nhìn mềm mềm nhỉ. Nhìn mềm mà nhìn nó sưng ấy. Nó cứ phấn phấn đẹp đẹp. Ở đây để chứ người dân người chăn cắt hết. Đúng rồi ạ. Anh cho em hỏi tại sao cái con mà nó có nhung mà có con thì nó lại có sừng đấy anh? Sừng ấy chứ. Nó phải ra hơn sừng chứ. À thế ạ. Thế thì cái con nhỏ này lại già hơn cái con to này ạ? Không biết phải không nhỉ? Hay là con đực nó có sừng ngắn hơn? Kia, hai con trong kia sừng nó chẳng còn dài kìa. Đâu? Mấy con kia sừng dài ngoằn kìa. Ôi nhỉ? Ở đây. Đây. Có con thì sừng mềm mà có con thì sừng cứng. Mình cũng không hiểu. Hả anh? Thế tại sao có con thì sừng nó lại cứng mà có con sừng nó lại mềm ấy nhỉ? À vâng. Vâng. Đây gọi là nhung. Con cần nó lâu rồi là nó gọi là sừng. Thế là về già là không lấy được nhung nữa. Không, nhung nó chỉ nhú người ta cắt thôi. Thế già thì sao cắt được à? Già nó thành sừng nữa. À rồi em hiểu rồi, tức là nhung hiêu là chỉ khi nào mà cái sừng nó chưa già thì mình mới gọi là nhung hiêu và lấy được. Còn khi mà đã để già rồi thì nó thành sừng rồi là không thu hoạch được nữa. Nó dạng như là cái tre mình chỉ lấy măng thôi. Ừ. Còn không lấy được thân. Đúng rồi, em hiểu rồi. Nó dạng thế. Rồi ạ. Sau này những cái sừng nó già nó rụng. Dạ vâng. Nó lại mọc cái này. Đây những cái to này mới mọc. Vâng. Đây là cái bể tắm của cá sấu này. Đó. Mọi người cũng thả ít cá trê vào đây để cho cá sấu ăn. Nhưng mà vào mùa này cá sấu là ở trong này hết các bạn này. Ở đây. Ở trong cái bàn này là nó nằm ở trong đó nó trú đông. Chỉ có mấy con này. Cái mùa mà
khách tham quan đến ấy, là người ta bán thức ăn. Bán thức ăn ra, mình ra đi quay cầu kia. Đi quay cầu kia. Dạ, rau xa mình thả rau cá sấu ăn. Là... cầm mấy cần bụt con. Rồi. Đây là những chú cá sấu là tranh thủ trời nắng là ra ngó này. Còn ở trong kia nhiều lắm, trong kia. Mình nhìn từ đây mình nhìn thấy. Để cho các bạn xem những chú cá sấu này trước này. Wow. Kìa. Wow. Bể bên dưới toàn con to này. Bể dưới toàn cá to à? Còn ở đây là toàn con nhỏ. Đây, cho các bạn xem ở trong này này. Từ đây mình nhìn thấy này. Các bạn không biết có nhìn thấy không, nhưng mình nhìn thấy này này. Đấy, đấy, đấy. Đấy, đấy, đấy. Nhiều lắm. Tối quá. Kiểu nó bị ngửa ánh sáng mà chúng ta không nhìn được ấy. Đâu em xem khu vực to to này. Mình cầm điện thoại quay để cho nó tiện. Đâm ra là khi đi lại nó hơi rung. Ui 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 ui. Ui các bạn này. Toàn hàng khủng thôi. Ui. Ui trông như châu đất này. Toàn những con kiểu như sai sinh sản đấy nhỉ. Ui ui. Wow. Ui con kia nó đang bò lên nhìn trông đi như con rồng Nam Mỹ. Lại nằm rồi. Còn con há mồm to nhất. Con há mồm này à? Đây. Đấy. Đằng trước con bò bò xong. Thế này vứt quả dưa hấu và nó cắn phát nhỉ. Đấy bộp phát. Này, cái khu vực quanh chuồng cá sấu các bạn nhìn này. Đấy, cây tre cối các kiểu này. Rậm rạp, cảm giác như ở trong rừng ấy nhỉ. Ừ, không giống như ngoài Thủ Lệ. Ở ngoài Thủ Lệ ồn ào lắm, xe cộ ồn ào lắm. Đấy. Người nhiều nói chuyện ồn ào lắm. Ở đây yên tĩnh, thực sự là mình có cảm giác nó mình như là lạc vào một cái khu vực mà nó hoang dã nhưng mà được sự kiểm soát của con người. Tức là có sự gọn gàng thế nhưng mà nó vẫn hoang dã ở đó. À thì thôi chắc anh em mình phải về đi. Hải. Bây giờ thì thôi nên chào các bác cái nhỉ, phải về sau. Anh em mình xem có dịp nào sau này rảnh thì lại nên thăm về khỉ sau. Vẫn còn nhiều khu vực vui chơi giải trí lắm. Nhưng mà khu vực vui chơi giải trí thì nó ở trên này này. Thì để sau này nếu như mình có dịp nên thăm bé khỉ, mình vào đây tham quan thì mình sẽ quay cho các bạn xem sau. Đấy các bạn nhé. Hôm nay mình viêm họng quá, mình không nói được nhiều cho nên là mình cũng không muốn đi đâu. À chị, bé khỉ chị cho vào trong đấy rồi ạ? Vâng. Sao chị đẩy cho em cái gì vào cho nó ấm ấy nhé. Để sau chuồng trại chắc là mai ngày kia hoặc là chiều nay các chị này chuẩn bị luôn đi nhỉ. Vâng, thì tất cả nhờ chị chăm sóc giùm em với nhé. Bây giờ em phải về rồi. Dạ vâng, cảm ơn chị. À, bây giờ là đi đường nào nhỉ? À, đường này. Đâu? Đây.